Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Và tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ người nè. Thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì anh em mua đơn hàng 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Hoặc là dưới 300.000. Rồi đầu tiên em bán quay cho anh em một cái chốt đồng này. Cái khóa ha, khóa bằng đồng US nha, của Mỹ nha. Nó thì em bán như vậy, nó là 170.000 một cái nha. Anh em mà mua hai cái thì 300.000 ha, hai cái 300.000. Đó, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Nếu như anh em mua một cặp 300 chuyển khoản đủ bao ship, còn một cái 170.000, em không có chịu phí ship nha. Đó. Rồi, tiếp theo là một con đá nha. Này dài được 18 nha. Rộng 6 phân, dày nó 3 phân ha. Bên da bằng Takashiwa ha. Tổng mệnh là 8.000-5.000. Rồi. Đó. Tiếp theo là một cây kìm. Đây. Đó, cây này nó có thể cắt nè. Rất là nhiều đồ nha, thích hợp cho mình bỏ túi, bỏ cốp xe nha. Cưa nè. Khử nè. Vui hợp, dũa rồi nè ha. Bên đây thì vít nè. Thước nè. Dao nè, đó, rất là nhiều đồ ha. Đó, rất là tiện nha nè, một trong mấy. Đây. Đó, có cái túi nè, đồ mới chưa sử dụng nè. Đó, rồi. 200k ha. Đó, cây cây đa năng, gọi nó là cây đa năng đi, 200k. Đây, cục đá này 250 nha anh em, cục đá 250 nha. Rồi được một con dao đứt nữa nè. Đó. Anh em mua hai con thì 130, xin lỗi, hai con thì 230.000, một con thì 150 nha. Lưỡi này 13, hết dao nó cũng dài ha, rất là bén nè, mới. Đó, đứt nha, khâu liền anh em, rất là chắc chắn ha. Rồi. Đó. Rồi, 150 một cây, hai cây thì 230.000 anh em. Đó. Đối với dao này 230.000, chuyển khoản đủ bao ship luôn ha. Rồi, anh em mua thì liên hệ em. Rồi, móc khóa này ha, móc khóa em còn mười mấy cái ha. 12 cái, 12 cái gì nữa. Đó, một cái 170 nha. Mua một cặp thì 300.000. Đồng nha, của Mỹ nha.